Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng tìm hiểu những loài động vật hai đầu kỳ dị nhất hành tinh. Rắn hai đầu. Thực tế rắn hai đầu đã xuất hiện trên tất cả các quốc gia. Hồi tháng 8 năm 2015, một người nông dân tại Trung Quốc đã bắt gặp một con rắn hai đầu. Con rắn này rất khỏe mạnh, hai đầu của chúng chìa ra hai hướng khác nhau. Những con rắn kỳ dị này mà ở Việt Nam chắc đã nằm yên trong lọ rồi đúng không các bác? Mèo hai đầu. Con mèo đặc biệt này từng sống ở Mỹ và đã được công nhận là chú mèo kỳ dị sống lâu nhất thế giới. Chú mèo này sống sót được 15 năm. Với vẻ ngoài vô cùng kỳ dị có 3 mắt, 2 mũi và 2 miệng, mình cũng thuộc hội thích nuôi mèo, nhưng khi nhìn thấy con mèo này cứ thấy sợ sợ các bạn ạ. Heo hai đầu. Một nông dân ở tỉnh Tây Giang Trung Quốc đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện trong đàn lợn nhà mình xuất hiện một con heo hai đầu. Những chú lợn kỳ dị này, phần đầu bên kia cũng không hoàn chỉnh, chỉ có 3 mắt thôi. Những loài động vật kỳ dị này thường thì vòng đời rất ngắn. Mình mong rằng xã hội ngày càng tiên tiến để những loài động vật này sống lâu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.